chào các quý vị, các thầy và các bạn. Chào mừng quý vị, các thầy và các bạn đến với chương trình Sống Khỏe với bác sĩ Đỗ Nguyên Thiều, được phát trực tiếp trên kênh YouTube của tôi là Dr. Đỗ Nguyên Thiều Official trên YouTube channel. Kính thưa quý vị, tôi xin thông báo những tin mới nhất về dịch COVID. Dịch vô cảm trong ngoặc kép đấy, tại Hà Nội trong ngày hè nóng nhất, tức là ngày hôm qua đấy. Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, hàng nghìn người dân đã tụ tập ở bãi đá sông Hồng để hóng mát, vui chơi, nhưng không đeo khẩu trang, không giữ khoảng cách 2 mét. Đây tôi xin giới thiệu với các quý vị những cái hình ảnh đó. Quý vị thấy còn sau đây tôi xin giới thiệu là số ca nhiễm tại Việt Nam. Và tức là từ ngày 15 chúng bắt đầu dịch đợt 4 và đến ngày hôm qua và ngày hôm nay thì cái số ca nhiễm nó lên vọt như thế này. Ngày 15 tháng 5 chúng ta biết là có 3.854 ca thôi. Đấy, tức là đến ngày ngày 15 tháng 5 thì là cái số bệnh nhân, cái bệnh nhân đứng cuối cùng là số 3.854. Thì đến ngày hôm qua, đến 12 giờ đêm ngày hôm qua, tức là hết 24 tiếng đồng hồ ngày hôm qua đấy, thì ca nhiễm là số 5.216. Như vậy là tổng số người nhiễm bệnh trong đợt 4 của chúng ta từ ngày 15 cho đến ngày hôm qua là 1.362 người. Đấy, chúng ta lấy cái số 5.216 là cái số bệnh nhân ngày hôm qua, cuối cùng ngày hôm qua, trừ đi cái số bệnh nhân là 3.854 thì chúng ta sẽ thấy là đã có 1.362 người nhiễm bệnh trong cái đợt 4 này. Và chúng ta xem số người nhiễm bệnh trong 24 giờ ngày hôm qua, ngày 23 tháng 5 như thế nào nhé. Đây, đây là thông báo chính thức của Bộ Y tế. Đấy, 12 phút trước, số ca nhiễm bệnh là 5.275. Đấy. Và ngày hôm qua có một người chết, là tăng từ 42 lên 43. Chúng ta lấy cái số 5.275 này, chúng ta trừ đi cái số của cái người ca bệnh cuối cùng 24 giờ của ngày hôm kia, thì chúng ta sẽ thấy được lấy 5.216 trừ đi 5.086 thì chúng ta thấy được là trong ngày hôm qua, ngày chủ nhật đấy, nóng nhất ở Hà Nội đấy, là 130 người nhiễm tất cả toàn quốc chúng ta. Đấy, 130.
nó tăng lên đấy. Trước đây thì là cái tầng có 9 mấy 8 mấy chúng đã thấy đã lo lắng lắm rồi, nhưng đến ngày hôm qua thấy tăng lên đến 130 người. Và số người nhiễm bệnh trong 10 tiếng đồng hồ từ 1 giờ sáng ngày hôm nay cho đến bây giờ 11 giờ, nhưng vẫn có cái tài liệu mới, có cái tài liệu đến 10 giờ sáng thôi, chúng ta lấy 5.275 trừ đi cái số 5.216 là cái số cả ca bệnh 12 giờ đêm hôm qua, chúng ta sẽ thấy là chỉ có 10 tiếng đồng hồ trong sáng ngày hôm nay số ca bệnh đã là 59 người. Đấy, tôi đã làm cái công tác là đấy, lấy cái số trừ đi số ca bệnh ngày hôm nay thông báo của nhà nước, của Bộ Y tế. Đấy, chúng ta sẽ thấy được là cái số người nhiễm bệnh cho đến bây giờ, và bây giờ chúng ta xem là cụ thể ở 4 tỉnh của chúng ta, 5 tỉnh đấy, là tỉnh nào hiện nay đang nhiễm cao nhất. Đây, số ca nhiễm tại Việt Nam đến bây giờ hiện nay là 5.275. Thế thì những cái tỉnh cao nhất hiện nay là Bắc Giang 982 người, tỉnh thứ hai là Hải Dương 778 người, và có một người chết thôi. Đó. Còn Đà Nẵng là 620 người, đứng thứ ba đấy, thì là số người mất chết nhiều nhất là số 32 người. Còn Hà Nội thứ tư là 562 người, và số người chết là 5. Và đứng cái tỉnh thứ năm là Bắc Ninh, 509 người nhiễm bệnh và có 2 người chết. Đấy, đây là thông báo ca nhiễm chính thức của Bộ Y tế. Thế còn tình hình thế giới thì đây, xin giới thiệu cho chúng ta thấy rõ là tình hình ca bệnh thế giới như thế này đây. Đứng đầu vẫn là Mỹ. Đó. Đấy. Thì số ca bệnh trong 24 tiếng đồng hồ qua ở Mỹ là 13.541, và số người chết là 228 người, nhưng cao nhất vẫn là Ấn Độ, nhất thế giới, cao nhất thế giới. Số người mắc trong 24 tiếng đồng hồ qua ngày hôm qua đấy là 222.835, và số người chết là 4.455. Đấy, đứng thứ ba là Brazil, đứng thứ tư là Pháp, đứng thứ năm là Thổ Nhĩ Kỳ, và thứ sáu là Nga. Đấy, thì Ấn Độ là số người chết là nhiều nhất, sau đến Brazil là 894, và sau đó đến Nga, số người chết là 357 trong ngày hôm qua. Như vậy là tình hình ở Ấn Độ cũng rất là vẫn rất xấu. Trong ngày hôm qua, nhà chức trách Ấn Độ cho biết số ca nhiễm virus corona trong vòng 24 tiếng đồng hồ là 240.842 người, tuy rằng là thấp nhất kể từ ngày 20 tháng 4 đấy, nhưng số ca tử vong ở Ấn Độ vẫn tiếp tục duy trì ở mức cao. Giới chức y tế cho biết Ấn Độ ghi nhận là 3.741 ca tử vong vì Covid-19 trong ngày hôm qua. 3.741. Và các chuyên gia nhận định số ca tử vong trên thực tế của họ còn cao hơn nhiều, chứ không phải là con số là 3.741 đâu. Đấy, như vậy nhìn lại hình chung thì là hiện nay thế giới vẫn đang rất là nguy hiểm trong cái vụ dịch bệnh này. Là Ấn Độ
Thế còn ở nước bạn chúng ta là nước Nga cũng đang rất nguy hiểm, đứng thứ ba thế giới về cái số người chết. Trên số người mắc thì ở Nga thì lại chỉ đứng thứ tư, thứ nhất là Ấn Độ, xong đến Brazil, xong đến Pháp, và thứ tư là Nga. Đấy, số người nhiễm bệnh đấy. Đấy, thứ nhất là Ấn Độ là 222.835, đến thứ hai là Brazil 36.134, Pháp là 9.704, và đến Nga thứ tư là 8.951 ngày hôm qua đấy. Thì đây là cái số liệu chính thức của hãng thông tin Mỹ, họ tổng hợp trên toàn thế giới như vậy. Như vậy tóm lại là cái dịch vô cảm ở nước chúng ta hiện nay cũng là rất nhiều. Ngoài Hà Nội là ở cái bãi đá ở sông Hồng, thì ở các tỉnh khác cũng như vẫn có tình trạng là tụ tập đông người, không giữ khoảng cách 2 mét và cũng không chịu đeo khẩu trang. Đây là một cái điều mà chúng ta cần phải suy nghĩ và cần phải chấp hành đúng cái nhu cầu của Bộ Y tế về 5K thì mới có thể là tránh khỏi được là cái dịch bệnh này, và chúng ta có thể tránh được cái chuyện là chúng ta sẽ bị là tăng cái mức lên và để về vào và đứng vào những cái bảng mà tổng hợp của thế giới đấy, thì chúng ta nên tránh xa cái đó và tránh cái chuyện vô cảm. Thì hôm trước tôi có đưa cái video nói về cái vaccine chống vô cảm của ông Dũng Lò Vôi đã tặng 1.000 tỷ để mua vaccine. Như vậy là đây là một cái tấm gương mà để chúng ta nên tập trung và nên dứt khoát bỏ cái tình trạng vô cảm đi, phải lo lắng đến sức khỏe của bản thân mình, đồng thời phải lo lắng sức khỏe cho toàn dân nữa để không bị lây sang bên lây nhiễm. Phải thực hiện tốt 5K nhé. Và xin cảm ơn tất cả quý vị, các thầy và các bạn đã theo dõi buổi livestream này. Xin chào tạm biệt.